tự quy hoạch vùng và bổ sung các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Nhu cầu thì rất lớn nhưng mà khả năng có hạn. Do đó chúng tôi rất mong là hội đồng vùng sẽ sớm hoạt động và chúng tôi sẽ tham mưu chặt chẽ để 13 tỉnh là thống nhất với nhau con đường nào sẽ đưa vào cái nghị quyết về nhiệm kỳ tới và hình thức nào để chúng ta có thể triển khai nhanh nhất. Ngoài ra đó thì